Chợ Chờ, có sự diễn đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và kịch sĩ Hồng Đạt. Điền cầm giấy phép tạm biệt đơn vị từ hôm đầu tháng, mà mãi hai tuần lễ sau vẫn còn nằm ở Nha Trang. Trạm 276 rộng thênh thang, vốn là trường hạ sĩ quan đồng đế cũ, bây giờ đặc nghẹt bộ đội chờ phương tiện ra Bắc. Xa nhà từ trước mậu thân, tính đến nay vừa tròn 9 năm mới có cơ hội trở về thăm nhà. Nhưng Điền thấy lòng không háo hức lắm. Giả như bà mẹ già đã quá vãng thì chắc Điền cũng chẳng bận tâm đến ngôi làng cũ ở ngoại thành Sơn Tây làm gì nữa. Ngày đi Điền mới 30, vợ gã 26, thư nhà cứ giấu quanh mãi, cho đến lúc giải phóng xong miền Nam, thằng em mới báo cho Điền biết đứa con trai duy nhất của Điền tắm ao chết đuối đã vài năm. Còn vợ Điền thì theo người khác, ngay khi Điền lên đường vượt Trường Sơn mới mấy tháng. Mẹ Điền mắt đã lòa hẳn, nhưng trời không cho chết, dục thằng em viết thư cho Điền về thăm. Ngày xưa khi có vợ bên cạnh, Điền thường chiều vợ quá đáng làm phật ý mẹ. Bây giờ gã thấy hối, muốn về gặp lại vì biết đâu đây chẳng là lần cuối. Nắng tháng năm như chút lửa từ trời xuống, từng dãy nhà tôn chật ních, người nằm la liệt, tràn ra cả sân cát. Gió thổi từng đợt bất ngờ như ném bụi vào mặt đám bộ đội cởi trần căng võng ngoài hiên. Ngày nào Điển cũng lân la lên phòng điều vận để đăng ký chuyến xe, và rồi vẫn chỉ nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của gã cán bộ lắc đầu phân trần. Quanh Điển đủ các thứ lính, mặt mũi thằng nào cũng nôn nóng như Điển. Xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ phép, có đứa nằm chờ đã cả tháng. Khẩu phần lương thực mang theo đã cạn sạch mà trạm nhất định không cấp phát vì ngoài tiêu chuẩn. Khổ nhất cho Điển là đi đâu một bước cũng phải khuân hết hành lý đem theo, vì trạm là cái ổ trộm cắp. Cái thằng Toàn nằm bên cạnh Điển chắt chiêu mãi ở thành phố Hồ Chí Minh mới xoay được cái đài hai băng mang về làm quà Nam Bộ. Một buổi tối nhá nhem, gã ra gốc dừa đầu hè đứng đái, trở vào thì cái đài biến mất. Thằng Toàn la hét ầm ĩ rồi khóc hu hu như trẻ thơ. Một mất mười ngờ, gã nhất định làm cho ra chuyện. Gã chạy lên ban chỉ huy trạm báo cáo và đề nghị cán bộ xuống kiểm tra. Trưởng trạm nhìn gã lắc đầu phân bua: đồng chí cũng hiểu cho, cả nghìn người nằm ở đây, đủ các đơn vị, đủ các cấp chức, chúng tôi chỉ quản lý tạm, chờ phương tiện để các đồng chí ra Bắc. Đồ đạc tùy thân thì xin các đồng chí tự cảnh giác mà giữ gìn, chứ bảo kiểm tra dãy nhà thì thú thật chúng tôi không thể tiến hành được. Thằng bé mất đài gào lên: thủ trưởng cứ đi với tôi, bắt chúng nó phải mở ba lô ra khám, có lâu la gì đâu, tôi vừa mới đi giải độ 5 phút quay vào là mất. Trưởng trạm vẫn từ tốn thoái thác: cái nghề coi trạm thật là làm dâu trăm họ. Thì đồng chí cứ xem đấy, mấy dãy nhà, ỉa nhà, đái lù lù ở bên hông trại có xa xôi gì cho cam. Thế mà nhiều đồng chí lười chảy thây, cứ phóng uế bừa bãi cả ra đầu nhà. Cắt công tác vệ sinh có ma nào chịu làm. Ai cũng bảo là chỉ nằm đây có vài hôm, tội gì mà làm. Cha chung không ai khóc mà lại... Câu chuyện phóng uế chẳng dính dáng gì đến việc mất trộm. Nhưng trưởng trạm thấy bộ đội ùn ùn kéo đến hóng chuyện, nên gã lợi dụng tình hình lên tiếng trách móc luôn thể. Thằng bé mất đài chưa bỏ cuộc, nó năn nỉ: thủ trưởng không khám ngay, chỉ nội đêm nay là chúng nó giấu tiệt, kể như mất thôi. Một gã bộ đội căng võng bên hông văn phòng trạm đang lơ mơ ngủ bực mình chửi động: khám cái máu gì mà khám, có khám buổi ông thì cũng vạch quần cho mà khám đây này. Đứa khác lên mặt đạo đức: đồng chí nào phát ngôn linh tinh thế, xa đơn vị là mất hết tác phong rồi phải không? Thằng nằm võng đáp: cáp tên lửa đây, thằng này đã đổ khối máu ngoài chiến trường rồi, bây giờ lại muốn đổ máu nữa hay sao? Mẹ mất có cái đài mà cứ lải nhải mãi làm ông mất ngủ. Mất đài thì xem thằng nào có ăn cắp lại chứ khóc lóc cái gì. Vài đứa nóng mặt định chạy lại gây sự, nhưng trưởng trạm giơ tay cản: cái cậu cáp ấy mà, cậu ấy nằm đây cả tháng rồi, rồi nhàn cư vi bất thiện đi chơi ngoài bãi bể Nha Trang, bây giờ đeo bệnh vào người phải kiêm trụ sinh. Câu chuyện chuyển hướng bất ngờ, làm thằng bé mất đài tự cảm thấy lạc lõng, đành lững thững bỏ về phòng. Điền tội nghiệp bảo nó: thật không may cho cậu, giá cậu dặn tôi một tiếng, tôi nom hộ cậu thì đứa nào dám lấy. Thằng bé mếu máo:
thì em cũng cứ tưởng là có thủ trưởng nằm ngay ở bên cạnh em mới dám đi giải đấy chứ. Lúc này chưa có hội nghị hiệp thương thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, bộ đội chưa được đeo quân hàm, nhưng Điển đã kín đáo tiết lộ cho mọi người trong phòng biết, cả là tiểu đoàn trưởng, cho nên đứa nào cũng nể nang và gọi Điển là thủ trưởng. Điển móc gói thuốc moi ra một điếu cho thằng bé và hỏi: "Thế sao không đề nghị cán bộ trạm xuống khám ba lô?" Toàn khẩn khoản đáp: "Em có nói nhưng chẳng ai nhất trí, hay là nhờ thủ trưởng làm phúc nói hộ em một tiếng?" Điển chép miệng thoái thác: "Kể cũng khó, có phải đơn vị với nhau đâu. 9 người 10 ý, thói đời vẫn thế, trạm nào thì cũng là chỗ vô kỷ luật." Rồi Điển khoác vai thằng bé rủ ra sân: "Thôi, chẳng tiếc, đời ta muôn vàn đời nó, từ từ rồi sắm lại, ra đây uống với mình cốc cà phê." Hai người băng qua khu sân rộng, xuống cửa hàng giải khát. Điền gọi 2 ly cà phê sữa và mua tặng thằng bé gói vàm cỏ. Đã dừng lại ở quầy, cầm một quả thanh long, đặc sản của Nha Trang, xoay xoay trong tay và ngạc nhiên hỏi người bán hàng: "Quả gì lạ thế này? Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa nom thấy bao giờ." Toàn đáp: "Trong này họ gọi là quả thanh long, ngon ra phết, thủ trưởng xơi thử không?" Điền lắc đầu rồi cầm gói thuốc lại bàn. Thằng bé nhấp một ngụm cà phê, mặt vẫn chảy dài thiểu não. Nỗi buồn nào cũng có thể quên được, chỉ riêng niềm đau mất Đại sẽ là mối hận nghìn thu. Gã bùi ngùi bảo Điển: "Ngày kia em có chuyến đi rồi, khổ thân bố mẹ em đợi ở nhà. Em lại viết thư báo trước là em đã mua cái đài biếu bố mẹ em, thế mới chết chứ. Còn có một ngày nữa là lên đường, thế mà lại không giữ được." Điển an ủi: "Bố con lâu ngày gặp nhau là mừng rồi. Quý hồ là cứ phải có quà, lành lặn mà về là tốt rồi." Và để giúp thằng bé tạm quên, Điển gợi chuyện: "Thế phen này về phép thì cưới vợ chứ?" Thằng bé tươi ngay nét mặt: "Chưa biết thế nào, bố em viết mấy lá thư bảo em lấy vợ đi, áng chừng ông cụ thèm có cháu bé." Điển hỏi: "Thế hồi cậu đi đã có người yêu chưa?" Thằng nhỏ thở dài: "Cũng có chứ thủ trưởng, nhưng mà mấy năm nay chả thấy thư từ gì cả. Phen này em về nó biết tay em." Điển nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chép miệng than: "Con gái bây giờ thế cả, cậu còn trẻ lo gì." Hai gã ngồi đàm đạo mãi cho đến lúc cửa hàng đóng cửa, thầy trò mới dắt nhau về dãy nhà ngủ. Ngang qua khu sân cát, từng cụm bộ đội ngồi uống rượu, mùi khô mực nướng cháy bốc lên khét lẹt. Có đứa nhận ra Điển vui vẻ mời: "Uống với anh em một cốc thủ trưởng ơi." Nhưng Điển thoái thác ngay: "Anh em liên hoan đi, mình buồn ngủ quá rồi." Hai hôm sau, thằng bé mất Đài thu xếp hành trang lên đường. Điển tiễn chân ra tận xe, 2-3 lần ân cần dặn dò: "Nhớ đấy nhé, mai kia trở vào trong này hễ có dịp đi qua đơn vị tớ thì cứ tạt vào chơi. Cứ hỏi đại úy Điển, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết thắng, là thế nào cũng gặp." Thằng bé cảm động ra mặt, lý nhí cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ. Đoàn xe chuyển bánh, Điển đứng nhìn theo, vẫy tay từ giã mãi. Bụi đường tung mù mịt dính bết vào lớp mồ hôi đang chảy loang loáng trên mặt Điển. Gã trở vào xuống khu hậu cần xin thau nước, lau chùi sơ sài, rồi quay về dãy nhà ngủ, lấy võng ra hè nằm đọc báo. Tờ Quân đội Nhân dân nhàu nát, nhiều hàng chữ lem luốc không còn nhận ra cả mặt chữ nữa. Điển lật qua, lật lại vài lần, rồi gấp tờ báo nhét vào ba lô căng phòng đặt ngay dưới chân. Gã thở mạnh, mỉm cười vu vơ, rồi nhắm mắt suy nghĩ về đoạn đường sắp tới. Bỗng có tiếng gọi nhỏ bên tai: "Thủ trưởng, thủ trưởng." Điển giật mình mở mắt, ngóc đầu nhìn lên. Thằng Chất, hạ sĩ trinh sát, nằm cạnh Điển cả 2 tuần nay, đang đứng vịn tay vào gốc cây dừa, nhe răng cười với Điển. Mặt Chất rỗ chằng chịt, lại thêm vết sẹo dài ở cổ, tạo cho gã cái hình dung quái dị, có thể dùng để nhát trẻ con. Điển hỏi: "Gì thế Chất?" Chất tắt nụ cười, tiến lại gần Điển, cúi lom khom, ghé sát cái mồm nồng nặc hơi men vào mặt Điển và nói nhỏ: "Chả giấu gì thủ trưởng, em túng quá, định ngửa tay xin thủ trưởng vài chục tiêu vặt." Điển trợn mắt nhìn Chất. Dù có say rượu đến đâu đi nữa thì nó cũng phải nhớ rằng nhà nước vừa mới đổi tiền, lương giáo viên cấp 3 một tháng chỉ có 30 bạc, bác sĩ lãnh 70 đồng, công nhân mỏ than Quảng Ninh mới được 100 một tháng, đại biểu Quốc hội 140, thế mà nó dám mở mồm xin vài chục tiêu vặt. Xin điếu thuốc
chữa chắc Điền đã rộng lượng quăng cho, chứ nói gì đến tiền bạc. Điền ngồi bật dậy mắng. Này, bộ đội phải giữ tác phong, dù là nghỉ phép, uống cho lắm vào rồi chẳng còn biết cái gì nữa cả. Chất đưa mắt nhìn quanh, yên tâm vì đám bộ đội nằm rải rác dọc hành lang, hình như chưa ai để ý đến gã và Điền. Gã điềm nhiên bảo Điền. Cái đài thủ trưởng lấy của thằng Toàn đáng giá cả nghìn bạc, vài chục bạc thấm vào đâu. Điền tái mặt nhưng vẫn nói cứng. Đứa nào bảo cậu như thế? Cậu muốn vu oan giá họa cho tôi phải không? Tôi mà lại đi ăn cắp ư? Đừng có láo. Chất hạ giọng. Em không dám nói to mà thủ trưởng lại làm toáng lên là thế nào? Chính mắt em nom thấy chứ đứa nào bảo em. Thằng Toàn đi giải, thủ trưởng mở ba lô của nó, em thấy mà. Điền lặng người đờ đẫn. Chất xuống giọng nài nỉ. Em túng thật, lương tháng trước hết sạch rồi, mà chờ xe thì chưa biết đến bao giờ. Phòng điều vận bảo là phải ưu tiên cho thương binh với sĩ quan. Em còn nằm đây lâu, có tiền thì em xin thủ trưởng làm gì? Điền bối rối gãi đầu, gã run run moi gói thuốc trong túi, rút một điếu. Bàn tay lóng ngóng, bật que diêm ba bốn bận mới cháy. Mồm Điền đắng chát, mắt hoa lên. Gã cúi xuống thì thầm. Tôi làm gì có tiền mà cho cậu? Chất nhanh miệng gợi ý. Thủ trưởng xem có món gì bán được không? Điền càng khổ sở. Gia sản mang về chỉ có cái đồng hồ và cây bút bạc ke. Đồng hồ thì dứt khoát không đẩy đi được, vì nó là vật bất ly thân, là dấu hiệu của phồn vinh, xứng đáng với cấp bậc đại úy của Điền. Chỉ còn cái bút, nhưng đã hết mực và chưa tìm được ruột thay. Bán thế này thì mất giá lắm. Và lại trên nắp túi áo mà không có cái bút cài vào thì trơ trẽn quá. Điền vẹo người, thọc tay vào túi quần, moi ra một nắm tiền. Đếm đi đếm lại chỉ còn có 7 đồng. Điền đưa hết cho Chất, nhưng Chất lắc đầu. Vài đồng thì em giật nóng chỗ nào chả có. Thủ trưởng cho em xin đội dăm chục. Em cảm ơn thủ trưởng. Điền gắt nhẹ. Đào đâu ra 50 bây giờ? Chất điềm tĩnh đáp. Cái phích nước của thủ trưởng vừa bán vừa cho cũng phải được 200. Thủ trưởng có đài, có đồng hồ, bút máy, tiếc gì cái phích. Điền choáng váng ngẩng lên nhìn Chất. Cái bình thủy nhỏ Điền giấu tận đáy ba lô, tại sao nó biết? Tuy tiếc của nhưng Điền cần phải giải quyết ngay vấn đề này để bảo vệ uy tín của mình. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết thắng, ăn cắp đài của một chiến sĩ. Tin này nếu bị thằng Chất tung ra thì Điền chỉ có nước độn thổ. Điền khẽ hỏi. Bán ở đâu bây giờ? Chất nói như reo. Thủ trưởng cứ đưa cho em. Chúng nó đánh bạc cả ngày ở dưới nhà bếp. Thứ gì ở sông bạc cũng bán được, mà bán được giá cơ. Điền đứng dậy đảo mắt nhìn quanh, rồi ngồi thụp xuống mở ba lô. Gã lôi ra cái bình thủy màu đỏ, trao cho Chất đem đi. Sang tuần lễ thứ 3, Điền mới lên đường ra Bắc. Đời bộ đội hơn 10 năm chinh chiến, nhiều phen căng thẳng tột độ, nhưng chưa bao giờ Điền trải qua những ngày cực kỳ cay đắng như tuần lễ cuối cùng ở trạm 276. Mỗi lần nhìn mặt thằng Chất, Điền thấy như từng chùm gai đâm vào tim. Chất có tiền, cờ bạc, ăn nhậu liên miên. Cái mặt dỗ của nó như một bóng dáng ma quái ám ảnh Điền cả trong giấc mơ. Chiếc xe vận tải mệt nhọc chở mấy chục người về quê cũ, bỏ lùi lại sau lưng những thị trấn miền Nam. Qua Quảng Trị, Đông Hà rồi Bến Hải, người ta chuyện vãn lao sao, hung hăng kể thành tích. Những thành tích hầu hết là giả tưởng khi cuộc chiến đã ngưng. Quanh tai Điền ồn ào như một cái chợ nhỏ. Điền trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài đứa gợi chuyện, Điền chỉ nhếch mép cho qua. Điền không hối hận vì đã ăn cắp cái radio của thằng bé. Bà mẹ mắt lòa chẳng còn thấy gì nữa, cần cái đài bên cạnh để có tiếng nói lải nhải suốt ngày giúp bà giải khuây. Nhưng Điền hối hận vì đã oang oang cho mọi người biết đơn vị và cấp bậc của mình. Cái thằng Chất mặt dỗ kia thế nào chả nói ầm lên cho cả trạm biết Điền là thủ phạm. Điền bỗng thấy thù tất cả những thằng mặt dỗ, và hẹn với lòng mình là hễ từ nay thấy thằng nào mặt dỗ thì phải tránh xa. Đến Hà Nội, Điền ngụ trọ một đêm, rồi hôm sau đón xe khách về tỉnh. Điền ngần ngại không muốn về làng. Gã đến thẳng tỉnh đội, nơi thằng em ruột gã đang công tác trong phòng tổ chức. Tỉnh đội lúc này bận lắm, sau chiến tranh bộ đội trở về tấp nập. Thằng em Điền thiếu úy Đắc chạy như con thoi giữa tỉnh đội và trạm an dưỡng. Lúc Điền đến, Đắc đang ăn cơm trưa dưới nhà ăn tập thể. Đắc quăng đũa đứng dậy đón Điền và nhích sang bên cạnh để lấy chỗ cho Điền ngồi. Hai anh em có khuôn mặt lưỡi cày giống nhau, nhưng Đắc gầy hơn, hai má hóp hẳn vào
và hàm răng hô bẩm sinh ám khói vàng như nghệ. Gã vốn xuất thân từ một đơn vị phòng không, năm 72 gã bị cưa tay trái lên tận vai, được chuyển về công tác ở tỉnh đội từ đấy. Đắc nhìn anh đăm đăm rồi nói: "Gần 10 năm rồi, anh chả khác tí nào, nom vẫn thế, béo hơn một tí." Điền cầm nón cối quạt lia lịa. Phòng ăn chật ních người, rồi nhặng bay từng đàn đậu bừa bãi trên thức ăn và trên những khuôn mặt loang loáng mồ hôi. Điền nhìn cái áo lủng lẳng của em, xúc động nói: "Dạo ấy được tin chú bị thương, anh cứ tưởng là chú không qua khỏi. Chú mà có mệnh hệ nào thì chắc mẹ cũng chẳng sống được." Đắc bỏ dở bữa cơm, kéo Điền về văn phòng. "Lên trên này nói chuyện, anh về thẳng đây hay là anh xuống xã trước?" Điền đeo vado lên vai và nói: "Đã xuống xã đâu, anh ghé thẳng đây thăm chú mà." Đắc giao lên: "Thế thì may quá, em đón mẹ lên đây rồi, lo mãi mới xong cái hộ khẩu." Trước cửa phòng tổ chức, hàng chục người đứng đợi. Thấy Đắc, họ hớn hở lao lại, kỳ kèo nhờ Đắc giải quyết giấy tờ. Nhưng Đắc gạt đi và bảo: "Các đồng chí cứ nộp cả đơn đấy cho tôi, từ từ rồi tôi sẽ giải quyết thôi, nóng thế nào được." Một người uất ức kêu lên: "Đánh giặc 10 năm nay có bao giờ phải đợi thế này." Đắc đang bước vào phòng, quay ngoắt lại thị oai: "Đồng chí nào vừa nói đấy? Đồng chí đi đánh giặc, còn chúng tôi ngồi chơi đấy phòng. Đồng chí cứ nhìn tôi, nhìn hết tất cả anh em công tác ở tỉnh đội này xem, có ai lành lặn như đồng chí không? Đồng chí đợi có một ngày có khẩu cực hơn là cánh tay cụt của tôi hay không? Chửa vị tất đồng chí đã đóng góp nhiều hơn tôi, đừng có nói nhảm." Mọi người im lặng. Đắc nhìn quanh khắp lượt rồi bước hẳn vào phòng. Gã kéo ghế mời Điển ngồi rồi giải thích với anh: "Tỉnh đội là cái chỗ đón người tứ chiến, nhiều thằng nó cậy công ở chiến trường, về đây nạt nộ cánh văn phòng, thành ra trên mới bố trí toàn là què cụt công tác ở đây, có thế chúng nó mới câm họng." Điển đặt ba lô xuống chân và hỏi: "Chú được điều về đây lâu chưa?" Đắc ngồi xuống bàn và nói: "Em nằm viện xong là về thẳng đây cho đến nay, chán lắm anh ạ. Chân em là chân chạy, mà bắt ngồi một chỗ thế này thì chẳng khác gì giam lỏng. Giấy má thì cứ ùn ùn đọc nhức cả mắt." Đắc cầm sấp văn thư liếc qua một lượt rồi đẩy sang bàn bên cạnh cho nhân viên và nói: "Đồng chí xem hộ tôi, cái gì giải quyết được thì phê cho người ta, cái gì khó khăn thì để đấy cho tôi, mai tôi mới có thì giờ đọc. Ông anh tôi mới được nghỉ phép." Rồi Đắc giục Điển: "Thôi về anh, mẹ cứ nhắc anh mãi đấy." Hai người rẽ đám đông bước ra hông nhà, Đắc mở khóa xe đạp, dắt đi bên cạnh Điển qua mấy con phố quen thuộc. Điển cõng ba lô nặng trĩu, mồ hôi chưa lúc nào khô hẳn trên lưng. Điển hỏi: "Thế cái Mận bây giờ nó lấy ai? Chú có gặp lại nó không?" Đắc cay đắng đáp: "Con đàn bà thối thầy, gắn bó với nhau như thế đấy, mà em vừa bị cụt tay là nó bỏ ngay. Cũng may là chưa cưới xin gì cả, chứ không thì càng thêm nhỡ nhàng." Điển thở dài an ủi: "Ôi, anh em mình thật là không may, gặp toàn thứ của nợ." Hai anh em vừa về đến nhà, lúc bà mẹ bưng mâm cau khô ngoài sân vào, Đắc lên tiếng từ ngoài cổng: "Mẹ ơi, anh Điển về đây này." Bà mẹ quay lại nhướng mắt, giang tay của quảng bước hẳn ra thềm: "Thế thằng Điển đây à, thật không?" Điển buông nhẹ ba lô xuống chân, chớp mắt tiến lại ôm mẹ. Bà cụ xoa đầu xoa mặt Điển, rồi nước mắt từ từ chảy xuống. Bà nghẹn ngào than: "Tao cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại mày nữa." Bà ngồi xuống bậc cửa kể lể tiếp: "Cái ngày thằng Đắc bị thương, tao khóc gần như là loà cả mắt. Rồi nghe người ta bảo mày chết dọc đường, tao cứ ngỡ là tao theo bố mày luôn rồi." Điển không muốn nghe mẹ dài dòng nhắc chuyện cũ, cho nên gã cắt ngang: "Hết chiến tranh rồi, bây giờ thì chả sợ gì chết nữa." Gã đứng dậy lấy ba lô, vừa tháo dây vừa nói: "Con biếu mẹ cái này." Đắc hồi hộp tiến lại gần. Điển lôi ra cái đài hai băng, trịnh trọng nâng lên trước mặt mẹ và nhẹ nhàng vặn nút chỉnh đài trước đôi mắt háo hức của Đắc. Bà cụ kêu lên thảng thốt: "Chết, tiền ở đâu mà sắm những thứ này?" Đắc mon men bước lại, đỡ cái radio Sanyo từ tay Điển, kính cẩn lôi cái cần anten lên cao và nói: "Thế là từ nay mẹ hết buồn nhé." Bà cụ hài lòng đáp: "Ừ, tao cứ lối thối đèn dầu một bóng từ ngày bố chúng mày nằm xuống. Nhà vắng qua, có cái đài thì cũng như là có trẻ con bên cạnh." Đắc hỏi: "Thứ này ở trong họ bán bao nhiêu hả anh?" Điền nói nhanh:
độ vài trăm, định mua cái nhớn hơn nhưng mà ba lô anh chật cứng mất rồi. Nói câu ấy, hình ảnh thằng bộ đội mất đài và khuôn mặt dỗ của thằng chất vụt hiện ra trong trí Điển. Điển vội lảng sang chuyện khác. Chú đưa anh ra chợ xem có cái gì ăn thì mua về nấu tạm bữa cơm mời mẹ xơi. Điển ngước nhìn Đắc nhưng không để ý thấy cặp mắt thất vọng của thằng em mình. Sau món quà biếu mẹ, không thấy Điển đả động gì đến Đắc. Ba lô còn đầy thế kia, chẳng lẽ không có món gì quý giá trong đó? Đắc miễn cưỡng đáp: Thôi anh ở nhà nói chuyện với mẹ đi, để em chạy ra chợ xem còn gì ăn được không. Thịt thì chắc chắn là giờ này chẳng còn rồi. Rồi Đắc lao nhanh ra cửa. Đắc đi rồi, Điển mang ba lô vào nhà, đặt lên đầu giường. Gã đứng chống nạnh nhìn quanh rồi hỏi mẹ: Từ rào mẹ lên đây, mẹ có về lại làng ta lần nào chưa? Bà cụ chép miệng đáp: Ai cho đi mà đi, thằng Đắc nó giam tao cả ngày ở đây chứ có nhấc chân đi đến đâu được. Nhớ lắm mà cha làm thế nào mà đi được. Rồi bắt tội lấy của tao hai con mắt. Năm ngoái ta đòi về đắp mả cho bố mày, nó cũng không chịu cho đi. Điển có nghe phong thanh về cái chết của bố nhưng chưa rõ lắm. Gã ngồi xuống mép giường và hỏi: Con nghe bảo là bố con ho lao, thổ ra máu cả mấy tháng rồi mới mất, có phải không mẹ? Bà cụ ngồi yên bên cạnh Điển, nước mắt lại trào ra. Lâu lắm bà mới kể: Nói thật, tao thấy đứt từng khúc ruột. Anh em chúng mày đi rồi, ông ấy đổ đốn, giấu tao đi đánh bạc cả đêm. Cái lão Tốn cậy có con làm trưởng đồn công an, chứa bạc công khai, nhất nuôi cá nhỉ gá bạc. Ai chửi thế nào thì chửi, lão cứ mở sòng ngay tại nhà. Cái trò sóc đĩa đã thua thì nóng gỡ, nhà có cái gì bố mày đem bán sạch. Vắng lúc nào thì thôi, hễ về đến nhà là tao phải đi theo canh từng bước. Hở ra cái gì thì cũng ông ấy quân đi hết. Điển nhíu mày ngắt lời: Lạ nhỉ, bố con có đánh bạc bao giờ? Đánh chắn với tổ tôm còn chả phân biệt được quân gì với quân gì nữa, là họ có rút bắt thì còn biết qua loa, chứ sóc đĩa thì nhất định là không. Điển ngờ rằng cha mình có vợ lẽ, nhưng bà mẹ lại kể tiếp: Mãi đến một hôm tao mới thấy ông ấy thất thểu về, nằm vật ra giường thế này này, cạy miệng cũng không nói nhời nào, mặt thì cứ xanh mét y như phải gió. Tao chạy đi xin mấy lá dầu không hơ lửa đánh gió cho ông ấy. Bây giờ thì ông ấy mới thú thật là mất cả nghiệp rồi, văn tự bán nhà ký xong xuôi cả rồi. Điền kêu lên: Bán cả nhà ư? Bà mẹ lắc đầu đắng cay: Nhà không thôi đâu, cả một dặng tre phía trước bán tất, rồi mấy gốc bưởi, mấy cây mít ở bờ ao. Mày còn nhớ cây mít thật là sai mọc chìa ra bờ ao không? Hết tre, hết vườn rồi mới tới cái nhà. Điển bùi ngùi hỏi: Thế rồi bố mẹ dọn đi đâu? Lão Tốn thì ra cái đẻo nhân nghĩa bảo tao: Ông ấy đang ốm dở, tôi cho ông bà dọn tạm xuống dưới bếp, bao giờ khỏi thì tôi lấy làm chuồng lợn. Nửa năm sau thì bố mày chết, không có miếng vải mà liệm đấy. Bà cụ dừng lại im lặng mấy phút như để mặc niệm cái chết bất thường của chồng. Đối với cái chết ấy, bà vừa thương vừa hận, cho nên mỗi khi kể, bà thường bắt đầu bằng hai dòng nước mắt. Nhưng khi câu chuyện đã có chớn, càng nói bà càng trở nên lạnh lùng. Điển ngồi im, đầu cúi xuống, mũi dép râu di di trên nền đất. Lâu lắm gã mới hỏi thêm: Thế lúc ấy cái chàng... Cái con vợ thỏ tả của mày đấy à? Nó dắt con đi mất từ lâu rồi còn đâu. Nó theo cái thằng Triển chủ nhiệm hợp tác xã. Khốn nạn, nó có ngó ngàng gì đến thằng Tèo đâu. Tao bảo mãi là mày muốn theo dai thì cứ theo, mày muốn bôi do chát chấu vào mặt tao cũng được, nhưng phải để cái thằng Tèo cho tao nuôi. Con mày nhưng mà cháu tao. Thế mà nó cứ nặng nặng nó bế theo. Thằng bé thì cứ bắt đi bắt cả cuống. Lúc ấy nước đang lên to, lộn mẹ cổ xuống ao, chẳng có ai vớt. Hai ông cháu chết cùng một năm. Nghe câu ấy, Điển hồi tưởng lại cả một quãng thời gian mấy năm mẹ chồng con dâu sống lục đục bên nhau, và lòng gã chợt dưng dưng hối hận. Cả làng hình như chẳng có người con dâu nào hỗn như Trang. Nhưng lúc đó Điển yêu và nể vợ quá nên không hề nhìn ra điều ấy. Trang có những cử chỉ và hành động lúc nào cũng nhằm khiêu khích mẹ chồng,
mà Điền chẳng dám ngăn cản. Điền nhớ mãi một buổi chiều cả nhà ngồi quanh mâm cơm ngoài hiên, Trang cắn một quả cà pháo, hột cà và nước muối bắn vọt vào mặt mẹ Điền. Điền và Đắc hết sức bối rối, nhưng Trang thì bình thản cười nói bâng quơ. Lưỡi cà này giòn ra phết nhỉ. Điền chạy vội ra đầu hè lấy khăn nhúng nước cho mẹ lau mặt và nhẹ nhàng mắng Trang, vô ý vô tư. Bà mẹ cầm khăn đứng dậy bỏ dở bữa cơm. Điền nhắc vợ vào xin lỗi, nhưng Trang lờ đi và Điền cũng chẳng có biện pháp gì mạnh hơn. Một lần khác vào sáng mùng 1 Tết, mẹ Điền đãi mấy người trong họ bữa cơm đầu năm. Bà rất chú ý đến món thịt gà luộc, 2-3 lần dặn Trang phải chặt thịt cho khéo, từng nhát sắc và gọn để lớp da vàng ngậy không bị nát. Trang cũng biết thế, nhưng muốn chọc tức mẹ chồng, Trang lấy con dao cùn cưa thịt gà như cưa gỗ. 2 đĩa bày lên nát bấy. Mẹ Điền tức lộn ruột, nhưng vì kiêng cữ ngày đầu năm, ráng nhịn không lớn tiếng trước mặt khách. Điền hết nhìn mẹ lại nhìn vợ, rồi để xoa dịu mẹ một phần nào, chính Điền lên tiếng trách Trang. Mọi hôm em chặt thịt khéo lắm cơ mà, sao hôm nay lại vụn thế này? Không ngờ Trang quát lại, không ăn thì để đấy cho tôi. Thái độ của vợ làm Điền hết sức khổ tâm. Gã chờ những lúc Trang đi vắng, một mình tỉ tê an ủi mẹ. Bà mẹ vì thương con, đành cắn răng chịu đựng, chỉ luôn mồm than, thật là vô phúc mới giữ cái quỷ ấy về. Lúc Điền lên đường vào Nam, Trang cuốn gói theo người khác. Thực tâm bà không tiếc. Bà bảo Đắc, báo gì cái thứ ấy mà phải giữ, cho nó đi khuất mắt đi. Mai kia thằng Điền còn sống mà về, tao tìm cho mối khác. Giờ này ngồi nhớ lại chuyện cũ, Điền càng thấy mũi lòng thương mẹ. Ở lại miền Bắc đúng 1 tháng, Điền giã từ Sơn Tây quay vào thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên Điền có thể lưu lại lâu hơn, chỉ cần ra phòng điều vận tỉnh đội xin mảnh giấy chứng nhận thiếu phương tiện di chuyển là Điền thoải mái gia hạn giấy phép 2-3 tuần nữa cũng được. Nhưng Điền muốn về đơn vị vì nhiều lý do, mà cái lý do quan trọng nhất là hết tiền. Nghỉ phép mà không có đồng ra đồng vào thì thà trở lại tiểu đoàn, cơm tiêu chuẩn ngày 3 bữa sướng hơn. Huống hồ, muốn tìm những hoạnh tài đột xuất thì chỉ có miền Nam mới có cơ hội. Hôm tiễn chân anh trở lại đơn vị, Đắc đã chỉ chiết mãi, căn dặn Điền phải vận dụng tối đa để kiếm tiền. Đắc nói, trong ấy tiền rừng bạc bể, anh lại nắm tiểu đoàn trưởng, chỉ cần khéo một tí là muốn gì cũng có. Mẹ già rồi, sống nay chết mai, chưa biết lúc nào. Em thì kể như bỏ, ngồi ở tỉnh đội có bòn rút lắm cũng chỉ được cân đường bánh thuốc. Cả nhà bây giờ chỉ còn trông vào mình anh thôi. Miền Nam tiền rừng bạc bể, đụng tay vào đâu tiền nảy ra tới đó. Điền lại làm lớn, một vài trăm bạc chỉ búng ngón tay là có. Lúc nào Đắc cũng tin như vậy, mà không hiểu thấu nỗi khó khăn của Điền. Công an mới dễ kiếm tiền, chứ bộ đội như Điền thì ăn cái gì ở tiểu đoàn. Rồi Đắc cứ ngóng cổ đợi. Gần 1 năm trôi qua, Điền không gửi về đồng nào, cũng chẳng nói cho Đắc biết tình hình sinh hoạt của gã trong Nam. Tuy nóng lòng, nhưng Đắc vẫn mơ hồ hy vọng Điền đang có những toan tính lớn và sẽ bất ngờ gửi về một món tiền to cho Đắc. Vì kỳ vọng ở Điền, mấy tháng nay Đắc đã vung tay quá chán. Hiệu phở, hiệu thịt chó, cửa hàng giải khát ở tỉnh đội, 3 nơi ấy đang là chủ nợ của Đắc. Cứ ăn rồi ghi, cộng lại cũng đến gần 500 bạc rồi. Đau xót nhất là hôm đám cưới một nhân viên ở phòng tổ chức. Đắc vui anh vui em, uống say ngà ngà, rồi lao vào phòng sóc đĩa. Chỉ nửa tiếng đồng hồ đã bay mất 300 bạc. Lương phó phòng tổ chức hơn 50 một tháng, khéo vun lắm cũng chỉ đủ tiêu 3 tuần lễ. Món nợ bây giờ thành gần 800. Nếu không nhờ nguồn viện trợ của Điền thì biết kiếp nào mới trả được. Một hôm, Đắc sang trạm an dưỡng tiếp nhận bộ đội giải ngũ. Buổi xế trưa trở lại văn phòng tỉnh đội thì gã nhân viên của Đắc đang đánh máy ngẩng lên bảo gã, ông chuyên tìm mãi đấy, chắc là đang chờ giấy hiệu ăn đấy. Tôi bảo là độ quá trưa thì giờ lại. Đắc giật mình nghĩ đến một chủ nợ quan trọng, đã buột miệng kêu lên, lão chuyên à? Rồi Đắc nói nhanh, có giấy tờ gì khẩn trương không? Tôi ra chợ vá cái lốp xe, nhân tiện tạt về nhà có tí việc. Lão chuyên có hỏi thì cứ bảo lão là sáng mai giờ lại. Và không chờ đàn em trả lời, Đắc đi như chạy ra ngoài, băng ngang khu sân nhỏ lẻn ra cổng. Nhưng từ gian hàng giải khát, người đàn ông tên chuyên nhìn thấy Đắc, lao vội ra níu lấy cánh tay và kỳ kèo, tôi đợi mãi sốt ruột quá. Đắc ấp úng,
đón bộ đội bên trạm an dưỡng. Chuyên nhập đề. Nhà tôi không khéo chỉ nay mai ở cữ, chém chết ấy thì cũng tốn món tiền nhớn. Dạo này tôi túng quá, ông cố giúp tôi. Không được cả 100 thì ít ra cũng đổ 70, không thì tôi chết. Đào đâu ra 70 bây giờ? Đắc chớp mắt nghĩ ngợi, nhưng Chuyên lại nài nỉ tiếp. Chỗ anh em với nhau, chuyện nợ nần mà cứ nhắc mãi cũng không phải. Nhưng mà tớ nói thật, giá có tiền thì tớ hỏi cậu làm gì, cậu cũng hiểu cho. Đắc quẫn trí nói ngang. Hôm ấy đã bảo mãi là tớ không muốn chơi mà cậu cứ ép mãi, thành ra mới đến nông nỗi này. Chuyên nổi nóng. Bây giờ ông đổ tội cho tôi đấy phải không? Lúc vay tôi ông nói cứng, có cả bao nhiêu người làm chứng, gần một năm rồi chứ ít đòi gì nữa. Ông có giả hay không thì bảo. Đắc xuống nước đem lá bùa hộ mạng ra dụ Chuyên. Làm cái gì mà nhặng lên thế? Sáng nay mới nhận được thư của anh Điển. Ông không phải lo, độ 10 ngày nữa tôi sẽ có tiền. Có lấy lãi tôi giả luôn cả thể. Anh Điển tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Vừa nói Đắc vừa móc túi lôi ra cái phong bì của Điển. Dĩ nhiên bức thư thì Đắc cất riêng, không cho Chuyên xem. Rồi Đắc nhanh miệng nhồi thêm. Ông anh tôi bảo là sẽ gửi ra 1.000, biếu bà cụ tôi một nửa, còn một nửa cho tôi. Người kia hơi siêu lòng nhưng vẫn băn khoăn. 10 hôm nữa thì sợ tớ chờ không được, chỉ nay mai là vợ tớ đẻ rồi. Đắc vỗ vai Chuyên. Tớ cũng biết thế, nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu xem có chỗ nào giật nóng được thì xoay tạm. Rồi 10 ngày nữa tớ sẽ giả cả vốn lẫn lãi. Tính tớ thì cậu biết rồi, hứa với ai có bao giờ tớ nuốt nhời. Chuyên mủi lòng buông xuôi. Nhớ đấy nhé, đúng 10 hôm nữa phải có cho tớ. Gã vỗ nhẹ vào lưng Đắc rồi quay đi. Nhưng Đắc gọi giật lại. Mấy thằng thương binh mất dạy vừa chọc của tớ cả 2 cái lốp xe. Cậu có sẵn tiền đấy cho tớ vay thêm độ 10 đồng vá lốp xe, rồi tớ sẽ giả luôn cả thẻ. Chuyên lưỡng lự một lúc rồi thò tay vào túi quần lôi ra tờ giấy 10 đồng trao cho Đắc. Đắc nhận tiền, quả quyết nói. Cứ yên chí đi, tớ sẽ giả. Chờ Chuyên ra cổng, Đắc quay vào văn phòng vác xe đạp ra phố. Gã bỏ xe một hiệu sửa xe rồi thả bộ về nhà, hẹn bữa trưa sẽ quay lại lấy. Nhưng 10 đồng không đủ vá cả 2 lốp. Gã tạt vào quầy bán thuốc lá, mua bấy gói vàm cỏ và 2 chai bia xách về. Bà mẹ đang nằm lim dim nghe đài, lên tiếng hỏi Đắc. Sao hôm nay lại về? Tao cứ ngỡ mày làm thông tầm. Đắc uể oải đáp. Vâng, thì vẫn làm thông tầm đấy chứ. Con về lấy ít giấy tờ. Rồi Đắc đi thẳng xuống bếp, mở vung nồi cơm nhưng không còn một hột. Gã thở dài quay lên nhà. Bà mẹ ngồi dậy vấn tóc và bảo. Tưởng mày không về, tao chả để phần cơm. Hay là tao thổi thi cơm nếp nhá, có vội lắm không? Đắc cất mấy gói thuốc vào ngăn bàn rồi đáp. Mẹ cứ nghỉ đi, để con thổi cũng được. Gã xuống bếp nhóm lửa, ngẫm nghĩ đến món nợ vừa hứa ẩu với thằng bạn. Trên nhà bà cụ mở đài lớn hơn, một bản nhạc quân hành rầm rập thôi thúc. Đắc chợt thừa người tựa lưng vào vách, tay cầm cái que diêm cháy đến cuống mà gã vẫn chưa để ý. Trong đầu Đắc vừa lóe lên một tia sáng, chỉ còn một lối thoát duy nhất là bán cái đài. Đắc choáng váng với ý nghĩ ấy. Cái đài là món quà vĩ đại nhất mà Điển tặng cho mẹ, để bà cụ vui với tháng ngày chờ sang bên kia thế giới. Bán đi thì tội nghiệp cụ quá. Nhưng Đắc gặp bước đường cùng, không còn phương án nào khả dĩ đưa Đắc ra khỏi ngõ bí. Gã đứng dậy ra hè, múc nước trong lu sành rửa mặt. Rồi gã lên nhà đứng nép ở sau mảnh nhìn ra. Bà cụ thơ thới nghe nhạc, đôi chân già hình như cũng nhịp lên nhịp xuống theo âm điệu của bài ca. Đắc nhìn chiếc radio Sanyo 2 băng được cột chặt vào thành giường bằng một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái. Sợi dây ấy ngày xưa vốn dùng để xích chó vào cột, rồi chó biến thành dựa mận chả nướng. Sợi dây bây giờ để xích đài vào giường cho chắc ăn. Đắc đứng nhìn một lúc, tim đập mạnh như sắp tắt thở. Cái đài là vật bất ly thân của bà cụ, làm sao lôi đi mà bán được. Chưa kể sợi dây thừng thắt đút chằng chịt, có thành thơi đâu mà đứng gỡ cũng phải mất ít nhất 15 phút. Đứng một lúc, Đắc sực nhớ ra nồi cơm nếp, vội chạy xuống bếp. Nhưng than củi đã tắt ngấm, nồi cơm mới chỉ có hơi ấm ấm. Đắc lại quẹt diêm nhóm lửa lại và ngồi luôn tại chỗ chờ cạn nước. Đắc tắt lửa, vùi nồi cơm xuống đống tro, rồi phủi tay lên nhà. Gã lấm lét nhìn mẹ, nhìn đài và mường tượng ra lúc bà cụ phát hiện chiếc đài biến mất. Đắc chợt thở dài bước ra thềm, ngó ra đường. Bỗng bà cụ cua tay tắt đài, ngồi dậy và bảo Đắc.
Bức quá, chùm còn nước không tao tắm một cái đã. Đắc quay vào hồi hộp đáp. Còn nhiều mẹ, mẹ mẹ tắm đi. Đắc dìu mẹ ra sau nhà, khép cửa bếp, rồi lục rổ bát lấy con dao bổ cau, sắc như nước của bà cụ mang lên nhà. Bàn tay run run, Đắc cầm con dao tiến lại đầu giường, quay đầu nhìn lại sau lưng một lần nữa cho chắc ăn, trước khi cắt sợi dây oan nghiệt. Bỗng có tiếng mẹ gọi. Đắc ơi, lấy cho tao cái khăn. Đắc luống cuống quăng vội con dao xuống gầm giường, chạy ra sau hè. Gã trao chiếc khăn thô, cứng như mo cau cho mẹ, rồi thở hổn hển bước nhanh lên nhà. Gã chui xuống gầm giường lôi con dao ra và nghiến răng thanh toán sợi dây thừng. Gã bọc chiếc đài vào một tờ báo rồi đứng ở cửa nói vọng vào. Cơm nếp sắp chín rồi mới đấy mẹ nhá. Mẹ xơi đi để phần con độ lưng bát thôi. Con phải chạy ra hiệu lấy cái xe rồi con về ngay. Bà mẹ đáp. Ừ đi thì nhớ khép cửa lại cho tao nhá. Tao lên ngay. Đắc nói vâng rồi phóng nhanh ra đường. Chiếc radio gói kín kẹp vào nách. Đắc cắm cúi bước xuyên qua những ngõ tắt ra khu chợ trời. Vẫn thân chủ mà trước đây Đắc đã dẫn Điển đến bán chiếc đồng hồ. Vừa thấy Đắc bước vào với cái bọc giấy khá to, bà chủ hiệu niềm nở như rất thân tình. Ông anh hôm nay có hàng gì đặc biệt cho em đấy. Đắc ra hiệu cho chủ nhân vào hẳn trong buồng, khép cửa lại, rồi mới trịnh trọng mở gói, đặt chiếc đài lên giường và vặn nút âm thanh. Chủ nhân mừng lắm, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên, hờ hững, chép miệng nói. Đài đâu ra mà lắm thế. Mới lúc nãy cũng có người mang lại cho tôi một cái y như thế này, nhưng chắc là tay mơ, chả biết giá gì sốt. Đài bây giờ thiếu giống gì. Nói ông ấy cứ làm như là cá, cái miền Bắc này chỉ có mình ông ấy có đài. Nói thánh nói tướng, tôi ghét mặt bảo đem đi đâu thì đem, tôi thèm vào. Câu mở đầu chặn họng làm Đắc hơi thất vọng. Gã dịu giọng bảo. Bà với tôi cũng như chỗ người nhà, dọa nhau làm gì. Bà không lấy thì tôi mang đi hiệu khác, chứ việc gì phải bắt chẹt nhau. Chủ nhà cười ngặt nghẽo. Bác hiểu nhầm em rồi. Người ngoài thì còn kẻo nài, chứ bác với em thì bác bảo bao nhiêu em giả bấy nhiêu ngay. Lần này còn lần khác, lọt sàng là rút nia, đi đâu mà thiệt. Rồi không chờ Đắc cho giá, bà nói ngay. Thôi bác để đấy cho em nhé, em đưa bác 500 tiêu tạm. Đắc giật mình. Chết, 500 thôi, tôi cứ ngỡ là hèn ra cũng phải được 1000 bạc chứ. Chủ nhân cười nhạt. Bác à, chả có giá đó đâu bác. Hàng này nó kén khách lắm. Ôm cái đài của bác chưa biết đến bao giờ mới tống đi được. Đọng vốn lắm. Mà lãi thì chả bao nhiêu, giúp bác thôi. Bác ngồi tính nhẩm lại số nợ của mình. Tổng cộng đã hơn 800. Đã đứt ruột bán cái đài mà không dư được 100 bạc tiêu vặt thì bán làm gì. Cho nên Đắc khẩn khoản nói. Bà đã nói bận này còn bận khác, chả giấu gì bà, anh tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình còn làm ăn với nhau nhiều, chỗ quen biết tôi không muốn so kẻ. Nhưng thú thật với bà là tôi đang cần món tiền nhớn. Bà cho tôi xin 700, thế cũng là nới lắm rồi. Chủ nhà im lặng nâng chiếc radio lên, thử lại 2 nút vặn và kéo cần anten lên cao, rồi xoay cái đài quan sát thật kỹ, xem mặt trước mặt sau có vết chảy vết sứt nào không. Đắc rút trong túi áo chiếc khăn tay nhỏ đưa cho chủ nhà lau bụi và bảo. Pin mới thay đấy, chỉ nguyên mấy cục pin của tôi cũng đã hơn 10 bạc rồi. Chủ nhà vói tay xuống chân giường, nhấc cái ống nhổ dính bết quết chậu đỏ như máu, đặt lên giường bên cạnh cái đài. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Đắc, bà xoay, chôn, lôi ra một nắm tiền đếm thật nhanh và trao cho Đắc. Em gửi bác, bận sau có món gì quý vác lại đây cho em nhé, em chả bao giờ để bác thiệt đâu. Đắc nhét tiền vào túi và đứng dậy. Ra tới cửa, Đắc mới trở lại mối bận tâm cũ. Gã hình dung ra giờ này bà mẹ đang sụt sùi đau đớn ở nhà, khi cua tay không thấy chiếc đài quen thuộc nằm ở vị trí cũ. Từ đây những ngày quạnh quẽ thăm thẳm, mẹ Đắc sẽ chẳng còn có giọng ca tiếng nói làm nguồn an ủi. Đêm cũng sẽ dài hơn vì không có đài đưa bà vào giấc ngủ. Đắc thấy buốt nhói trong lòng và chợt oán trách Điển đã không biết tham ô để gửi tiền về tăng viện, để đến nỗi Đắc phải ăn cắp đài của mẹ. Mấy tiếng đồng hồ sau, Đắc đạp xe về đến nhà. Hàng xóm dăm 3 người đang thập thò ngoài cửa. Tiếng khóc của mẹ Đắc xen vào, giọng kể lể thật não nuột. Đắc dựng xe ngoài hiên, bước vào, giả vờ kinh ngạc kêu lên. Gì thế hả mẹ? 2-3 người tranh nhau kể lể với Đắc.
Bà cụ òa lên nức nở. Đắc ơi là Đắc, mất cái đài của mẹ rồi con ơi. Đắc chố mắt kêu lớn. Mất thật ư? Thôi chết tôi rồi. Bà mẹ trách móc. Mày chả có ý tứ gì cả. Tao đã bảo là khép cửa lại cho tao, mày không nghe nên mới ra cái nông nỗi này. Mày đi đâu mới được chứ, chờ một tị tao tắm xong là tao lên mà. Khổ thân tôi thế này. Hàng xóm hết nhìn bà mẹ lại quay sang nhìn Đắc. Có kẻ thương hại, có kẻ mừng thầm. Đắc lại sường ôm vai mẹ an ủi. Thôi chả tiếc mẹ, đời ta muôn vàn đời nó. Thư thả rồi con bảo anh Điền gửi cho mẹ cái nhớn hơn. Và Đắc nói lớn để mọi người chung quanh cùng nghe. Trộm mới cắp giữa ban ngày ban mặt, thế nào tôi cũng phanh ra thủ phạm. Phen này tôi cho nó rũ tủ. Bà cụ lau nước mắt, tụt xuống giường cua chân tìm quốc, nghẹn ngào bảo Đắc. Mày đèo mẹ ra công an phường, khai báo ngay với người ta. Mày mà họ tìm cho, chứ tao mà không có cái đài thì chỉ có nước tao nằm tao xót của không, tao cũng chết sớm mất. Đắc gạt đi. Mẹ để con đi một mình được rồi, mẹ đi làm gì cho vất vả, cánh công an với con cũng là chỗ quen cả mà. Nhưng bà mẹ quả quyết. Mày cứ đưa tao đi, tao nói khéo với người ta. Đài thì cả khu phố này chỉ có mỗi nhà mình có. Họ cho người kiểm tra ngay thì họa mới phát hiện được. Cứ trâu để lâu hóa buồn, không tìm ngay chúng nó bắn tống bắn tán đi, có rời xuống đây mà lấy lại được. Vài người hàng xóm còn tò mò đứng nán lại theo dõi mẩu đối thoại. Hết nhìn mẹ lại ngó con, xót xa chia sẻ nỗi đau buồn với bà cụ mù lòa. Một ông tỏ vẻ hiểu đời lên tiếng. Khai báo thì cứ khai báo, chứ chửa vị tất đã ăn thua gì. Họ làm cho có lệ thôi, cái chính là ở mình. Tôi nói câu này được thì bà với cậu Đắc để, không được thì bỏ. Bảo thẳng với họ là hễ phát hiện được kẻ gian, lấy lại được đài thì cho bén họ độ 50-100 gì đấy, gọi là tiền bồi dưỡng. Cái dạo năm kia thằng cháu tôi bị mất trộm cái đồng hồ, chỉ hứa biếu công an có 30 bạc, mà họ lùng cho kỳ được mới thôi. Nói của đáng tội, cái đồng hồ cũ lắm rồi, giá có đem bán ấy thì cũng chỉ đáng giá chưa đầy 100 bạc. Thế nhưng mà phải biếu mất 30 rồi. Nhưng mà nó là quà cưới của thằng cháu, thành ra nó cứ khăng khăng đòi tìm lại cho bằng được. Huống hồ là cái đài, một đống của chứ có ít ỏi gì. Chưa kể đến công lao cậu Điển khuân từ trong ấy ra ngoài này. Đắc đứng trên hè chống lạnh nhìn ra đường, mặt hầm hầm và đôi mắt rực lửa căm hận. Gã muốn mọi người chung quanh nhìn thấu được nỗi uất hận của gã khi chiếc đài biến mất. Và nỗi uất hận ấy không phải vì tiếc của mà vì thương mẹ già cô đơn. Hàng xóm không ai mảy may ngờ vực Đắc là thủ phạm, bởi lẽ giản dị là điều đó vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đối với khu phố này, vào thời điểm ấy, một cái đài dù là loại giản dị nhất vẫn là một thứ gia bảo, một dấu hiệu của sự giàu sang. Nếu không lâm vào đường cùng thì chẳng ai nỡ bán đi. Cho nên mất cắp chiếc đài phải coi là một biến cố tăng tóc cực kỳ to lớn. Người đàn ông vừa phát biểu ý kiến, đưa mắt nhìn mẹ Đắc chờ đợi. Bà cụ thở dài. Ông dạy thế cũng phải, cảm ơn ông. Rồi bà đứng dậy, lần tay dưới đầu giường tìm cái lược chải tóc và giục Đắc một lần nữa. Đi, mày đưa mẹ đi đi. Bề ngoài Đắc làm bộ cáu kỉnh, nhưng trong tim buốt nhói vì rằng co hối hận. Gã thọc tay vào túi quần, sắp tiền còn nguyên, chỉ mới vẹt đi hơn 10 đồng bạc lúc nãy vá đốp xe. Hay là thôi, ôm tiền trở lại chợ trời, lấy cái đài về. Gã tự hỏi và ngây người đứng yên trên thềm, đến mấy phút không nhúc nhích, mặc cho bà cụ thúc giục. Gã hình dung ra những ngày sắp tới, mẹ gã sẽ liên tục thở vắn than dài, nước mắt hai hàng ngày đêm, chắc chắn gã sẽ không ăn ngon ngủ yên. Chuộc cái đài về rồi thong thả xoay sở chỗ khác, còn hơn là nhìn mẹ sầu não. Đắc rút tay ra khỏi túi, nắm chặt lại để tỏ một thái độ dứt khoát. Gã bước vào nhà, cầm nón cối chụp lên đầu và nhỏ nhẹ nói. Mẹ nằm nghỉ đi, con chạy sang công an bây giờ đây. Bà cụ gắt. Đã bảo là chở tao đi, chỗ người lớn, thế nào người ta cũng nể tao hơn. Chả gì tao cũng già rồi, hai đứa con tao, thằng Điển với mày đều đi bộ đội cả. Đắc hạ giọng phân trần. Con tính thế này mẹ, việc này chả nên làm ầm ĩ, không có lợi. Con sẽ gọi riêng lão trưởng ban đi ăn phở, bào nhỏ với nó hay hơn. Quân gian mà nó nghe động tĩnh, nó bán tống bán tháo đi ngay. Lão trưởng ban với con là chỗ đi lại đã lâu. Trước đây lúc lão chuyển ngành cũng một tay con ký giấy giới thiệu cho lão ở tỉnh đội mà. Mẹ yên lòng, chỉ nay mai con sẽ tìm lại được cái đài cho mẹ. Không khéo chỉ tối nay cũng chưa biết chừng.
Bà cụ siêu lòng ngồi xuống, hàng xóm nhìn Đắc cảm phục và ai cũng tin tưởng ở khả năng của Đắc. Phần Đắc trong một phút yếu đuối đã quyết định mang tiền chuộc đài về, nên gã mới mạnh dạn phun ra những câu chắc nịch đó. Bà cụ nóng nảy nói. Ừ, thế thì đi ngay đi, nhớ có phải tốn chút đỉnh thì nhớ đừng có tiếc nhé. Ông hàng xóm gật gù chen vào. Cứ nghe nhời tôi, thế nào cũng phát hiện được. Tôi nói có bà với các ông các bà đây, chả đâu xa lạ cả. Trộm kiểu này thì chém chết cũng chỉ quanh quẩn chỗ quen biết thôi chứ ai vào đây. Tuyên bố câu ấy, mặt ông hiu hiu tự đắc và nhận xét tinh tế của mình. Nhưng một người đàn bà đang vạch vú cho con bú trước thềm bực mình lên tiếng. Ông nói thế mà cũng mở mồm nói. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, 10 năm nay tôi ở đây, ai mất cái gì chứ nào? Tôi cứ hỏi ông như thế đó. Một mất 10 ngờ, ăn nói chả ý tứ gì cả. Ông bảo người quen, tôi sang chơi với bà cụ hàng ngày như con cái trong nhà. Ông nói thế có khác là ông vu cho tôi chúng tôi lấy à? Bà mẹ Đắc vội kêu lên. Chết, sao cổ nói thế? Ông Vạn ông ấy nói là nói chung thôi chứ mà dám ám chỉ cô đâu. Có phải thế không ông Vạn? Bà cụ gợi ý để người đàn ông lắm mồm đó nói ra một câu xin lỗi. Nhưng ông ta cứng cỏi nhấn mạnh. Có phải không nào? Chả quen mà lại biết chỗ người ta để cái đài à? Chả quen mà lại biết cái đài buộc bằng dây chạc đem cả dao vào mà cắt à? Trộm nào mà lại mang dao trong người? Tôi đã hỏi cô như thế đã. Người đàn bà trẻ nổi hung lên, giằng đứa con ra, mấy giọt sữa theo miệng đứa bé chảy xuống vạt áo. Thằng bé khóc ré lên, chị đặt con xuống đất, cài cúc ngược lại rồi sừng sộ chỉ vào mặt người đàn ông kia và nói. Này, ông già rồi nhé, liệu hồn, đừng có trêu vào tay tôi không có nể đâu. Đắc càng chán nản vì tình thế căng thẳng ngoài sức dự kiến của gã. Gã lắc đầu can một câu cho xong chuyện. Thôi tôi đi đây, các ông các bà ai về nhà nấy đi, rồi thôi quá. Đắc leo lên xe dướng người lấy chấn đạp đi. Lòng gã buồn vời vợi nhưng chẳng còn cách giải quyết nào khác. Phải ôm cái đài về cho xong tình huống hỗn độn này rồi sẽ viết thư xin điển gửi tiền về sau. Sau lưng Đắc, tiếng ông Vạn và người đàn bà trẻ hùng hổ cãi nhau. Chưa biết không chừng đánh nhau to chỉ vì cái đài của Đắc. Đến khu phố quen thuộc, Đắc theo thói quen đẩy xe vào gửi ở căn nhà đầu đường, rồi băng lộ sang tiệm thuốc Lào trái hình bên kia, chính là nơi buôn bán hàng lậu. Đắc đi thẳng vào nhà, bà chủ đang đếm tiền, vội vàng nhét xuống giấy chiếu để đón Đắc. Vẫn giọng đon đả cố hữu bà nói. Ông anh lại có hàng gì cho em đây? Đắc tự tiện ngồi xuống giường, giọng buồn thảm. Hàng họ gì đâu, đến xin lại bà cái đài. Bà chủ giật mình nhưng tự trấn tĩnh ngay. Nghề nghiệp cho bà nhiều kinh nghiệm. Có kẻ vừa bán cho bà một mặt hàng, gặp đứa khách gièm pha đến đòi lại hoặc kỳ kèo xin tăng giá. Cái đài của Đắc quả thực bà đã mua được giá hời, thế nào cũng kiếm được vài trăm bạc lãi. Bà giả vờ hốt hoảng kêu lên. Ê chết, ông anh định lấy lại à? Em vừa mới bán cho người ta rồi. Đắc sừng sốt nói. Bà bán mất rồi. Sao bà bảo tôi là hàng này kén khách tặng vốn cả tháng rồi, chưa chắc đã có ma nào hỏi đến cơ mà. Chủ nhà quẹo đầu phân trần. Buồn bán thì chả biết thế nào mà lường. Ấy cứ sự thường thì thế. Nhưng cũng có khi gặp may, gặp khách thì cứ chả cứ ngày một ngày hai, chỉ nháy mắt là tống đi được ấy mà. Ông anh vừa ở đây ra thì có người vào bán cho tôi cái bình thủy. Tôi cũng chả kịp chào mời gì cả. Nhưng ông ấy nom cái đài thì thích quá, nài nỉ mãi thì tôi mới để cho đấy. Đắc ngẩn ngơ hỏi lại. Thế bà bán bao nhiêu? Bà chủ cười nhạt. Thì cũng có tí lãi, kiếm cơm nuôi các con các cháu ấy mà. Vừa nói chủ nhân vừa rót nước mời Đắc. Đắc đỡ tách trà xoay xoay trong tay, giằng co giữa hai ý nghĩ. Thực tâm Đắc không muốn lấy lại đài, nhưng vì mẹ cằn nhằn quá mới bất đắc dĩ phải đòi. Mặt khác gã lại băn khoăn tiếc của, vì nếu cái đài mà bán lại nhanh như vậy thì chứng tỏ trưa nay Đắc đã bán quá rẻ. Đắc nói, tôi vừa giao cho.
trên đời. Hay thôi, của đi thay người, đừng thèm nghĩ đến nữa. Mặc cho mẹ già lại nhải thương tiếc, khóc mãi rồi cũng phải cạn nước mắt. Từ từ rồi Đắc sẽ viết thư cho Điển, dục Điển gửi tiền ra mua cái đài khác bù vào. Đắc ngồi yên tính toán, trong túi còn gần 700, thanh toán hết nợ nần thì tuy trắng tay nhưng lòng thanh thản. Ngày ngày đến văn phòng tỉnh đội có thể ngang nhiên nhìn trước nhìn sau mà không sợ chủ nợ bất ngờ tóm cổ mắng như tát nước vào mặt. Nhưng Đắc lại thấy tội nghiệp mẹ già, mắt thì lòa, con dâu hai đứa đều phản bội ra đi, đêm ngày lủi thủi chỉ còn trông cái radio để làm nguồn vui, kéo dài thêm tuổi thọ. Biết thế nhưng xoay đâu ra 300 nữa để bù vào số tiền 700 bán đài, hòng chuộc lại món hàng cho mẹ. Đắc thở dài đứng dậy toan bước ra thì bà chủ bảo: "Thôi thế này nhá, chả gì thì cũng chỗ quen biết, còn bận khác ông anh tất nhiên chả thiếu. Một cái đài chứ 10 cái ông anh muốn có thì chỉ tống lá thư đi là có chứ gì. Nhưng em biết là ông cần lấy lại cái đài để chiều ý người nhà, thế em lo hộ ông anh ngay. Em sẽ tìm người ta nói khéo với họ để xin họ lại cái đài cho ông anh. Họ mua của em 1.000 thì em cũng mua lại 1.000, không lời lãi gì cả. Còn nếu họ kèo nài quá thì em bỏ tiền túi em ra, dúi vào tay họ vài chục làm quà. Thời buổi người khôn kẻ khó, vài chục cũng muốn món tiền to. Nhưng mà em cứ xem là biếu bà cụ ăn giàu, bác với em còn làm ăn với nhau lâu dài cơ mà." Dứt lời bà hãnh diện nhìn Đắc rồi chìa bàn tay nói: "Nào, bây giờ ông anh đưa cho em 1.000, em chạy đi tìm người ta. Ông anh đi đâu một chốc độ chừng 2 tiếng đồng hồ trở lại là thế nào em cũng lấy được cái đài cho ông anh ngay." Đắc không nói gì, lạng quạng đứng dậy bước ra hè. Chủ nhà kiên nhẫn theo ra tận thềm và ghé tai: "Này Mai, bất kỳ lúc nào ông anh muốn bán cứ ôm ra đây, em sẽ giả cho ông anh đủ 1.000, chả đi đâu mà thiệt thòi." Đắc bước nhanh qua đường như chạy trốn. Hình ảnh bà mẹ khóc vật vã hiện ra trong trí Đắc rõ mồn một, bên cạnh những người hàng xóm hiếu kỳ.